lâu chưa? Mới mua đâu có 2 tháng nay à. Đóng thay bạo. Nhiều mua mình mua nhiều. 270 thay rõ luôn. Cái đầu không á. Trên bãi luôn hả? Trên bãi. Đây, hàng giữ nữa đây. 7950 nha bạn. Cabin luôn. Đang đi sơ thả, đồng này thả lũ rồi. Đồng này đây đồng Thường Phước 1, Hồng Ngự Đồng Tháp, Hồng Ngự huyện nha, chứ không phải Hồng Ngự thành phố. Cái này là ở trên huyện trên này. Hàng này hơi bị độc và hiếm luôn á, cabin. Đây 7950. Mở cửa. Mở cửa với tháo kiến sao các bạn. Cái này mấy máy này nhập về thường là hết ga hoặc máy hư máy lạnh. Rồi 7950. 7950 này sử dụng động cơ Kubota V4300 nha, 4.3 lít đó. Piston 109 4 máy. Công suất là chính xác là 79.5. Tua 2400. Cabin này thì nó khá là nặng á, con này nếu mà tính tổng thể nặng cũng từ 3 tấn 3 trở lên á. Chạy cái hơ nghe ớn lạnh chưa? Cabin thì con này nó hơi bị độc luôn. Hồi đó giờ mới quay được dòng này, dòng cabin đầu tiên của dòng 79, 69 luôn nè. Sao đi vỏ lớn luôn ha. Tiếp dễ chưa. Trời, cái mâm nó mâm 34 á. Cái này 16, 9, 34 hay gì kìa. Cái ô này cỏ với 30 lúa ma nó lên xanh đó các bạn. Đồng này cắt lâu lắm rồi, đồng này cắt cỡ 2 tháng nay rồi. Này vô sớ là sớ thả. Chắc màu 34 quá, nhìn quá lớn rồi. Nhìn nó cao. Hồi trước như cũng vẫn đi 24. Ghê cái hơi không? 4300 này lớn hơn thằng V4300 phân khối nha các bạn. Động cơ của Buta đọc ra là biết được số dung tích à. Còn động cơ John Deere đọc ra là biết được số dung tích với số piston. Còn động cơ Yamaha đọc ra là biết được số piston với đường kính piston. Thì ghê cái hơi không? Siêu thú luôn. Con này gỡ ra nhìn đã lắm. Ô này cũng lớn á. Hôm này 30, 34 ta hình như 30 à. 16, 9, 30. Chứ không phải 34 đâu. Quá wow, bà mẹ cứ luôn à, cỏ nó xanh hết trời. Vàng này cũng ngắn á, vàng này chừng 2m2. Cỡ mấy con này phải đi có vàng 2m6 đồ á. Vậy là khủng nhất ở đây là chỉ có con 9550 đó các bạn. Kế tới là cờ 79 này. 9550 này cũng máy 4300 nha, nhưng mà có tụp bô. Bảy chín này cũng tua 540 với 1000, hình như cũng có tua 1100, 1200 nữa đó. Tôi sớ á. Ừ, già này 2m2.
Mấy con này chạy lúc nào cũng vậy, hơi máy khủng khiếp lắm. Mấy lớn mà chở trước chở 12, 24. Chưa, hình như 11 à, hình như 11 chứ phải 12. 11, 2, 24. Phần nữa rồi đó, còn phần nữa bên đây. Kìa bên kia 6040 không lớn nữa kìa. Cabin này thường nó nặng hơn cái máy bình thường là khoảng 100 mấy 200 ký nha các bạn. Nặng ký như nặng cử rồi không đi. Nói chung nặng ký là nhiều đó. Đọc thông số thì phiên bản mà cân nặng để chữ C, A, B là viết tắt của cabin đó. Còn mái che nó là rớp R, O, B phở, S. Bản chính này mình có nghe nói là nó cũng hay gãy cúc máy nè. Mà không biết sao, nói chung là mới nghe nói thôi. Theo như mình thì cũng cố bền tại người thôi, cũng tùy việc nữa chứ không phải là do máy không. Mấy con này ở đây chắc đa số đi đồng cam là nhiều, số đồng cam là nhiều, đồng cam là số máy lớn không à. Mà mấy đồng này ở đây nó nào ngay đất gãy cũng nhiều nha, đất gãy xài mấy con này là hợp lý rồi. Có cabin cái đồ nhìn đẹp máy khủng máy liền không, nhìn ra hình ra dạng đồ. B950 B970 thì nó chỉ khác nhau là 50 thằng đời trước các bạn. 50 nó xài hai cầu để xài DT, còn 70 thì nó xài 4WD. Hai cầu nó chỉ khác nhau cách viết thôi. Thằng này thì nó viết là DT là Dual Traction, còn số 4WD thì 4WD. Dẫn động bốn bánh, Dual Traction là lực kéo kép. Khác nhau cách viết thôi. Thằng 6/9 nó chạy cái hơi máy cũng như này vậy nè. 6/9 xài máy V4000 piston 105. Quá dữ. Miền Tây TV á, có hay coi không? Có. Lâu chưa? Mới mua đâu có ngày tháng ngày à. Khiếp thiệt trời. Này mâm 30 thôi. 34. Phải rồi, 16/9/34. Cabin, máy lạnh rồi con không? Cái máy sưởi. Máy sưởi không à? Nóng cái bà luôn. Cục này cục gì đây? Cục sưởi. Sưởi đó hả? Vậy máy lạnh nó không có sao? Không, cái máy này nó dùng. Cái này quạt gió không hả? Cái máy sưởi nó đó. Ờ, sưởi luôn đó hả? Vậy là thằng này nó xài qua cái xứ lạnh rồi. Vậy đây mình là bó tay. Nóng phải bà. Nhiều mua nhiều. 270 thay rõ luôn. Cái đầu không á. Trên bãi luôn hả? Trên bãi. Ngoài trước giỏ 12 phải không ta? 12. Con 5-10 sáng ngoài. Cabin này về đây có mình chiếc này cabin. Độc quen luôn. Thấy 5 gâu. 5 gâu à? 5 gâu. 2 mét mấy nè, 2 mét 3, 2 mét 4 luôn rồi. 2 mét 2 à? Không, phủ bì kìa. Phủ bì 2 mét 2.
Sao nhìn ngắn với ta, gì nhìn dài với ta, nhìn xa mới thấy ngắn. Ừ. Tổng bông có 2 mét à? Phủ bì 2.2 á ta. 2.2. Vừa phủ bánh luôn ha, không cho dư. Quá chơi luôn cabin mới chịu. Chờ cabin chi về chạy mở cửa. Đêm nó có cabin luôn phải lấy. Bãi nào? Bãi Tân Phú Dư. Là Bình Chánh mình hay là ở ngoài kia? Long An á. Cái này nó đi cặp với con ấy ngoài á. Con nào? Con 5310 số ngoài đó. Ờ con hai cầu đúng không? Hai cầu. Với con 600 nữa. Có 3 chiếc rồi. 600 đó ta. Đó con ta nó đi số ngoài cầu mà. Ho ho nè. Tới cái hơi máy rồi nóng rất. Vì là nó lấy cái nước máy đúng không? Nước nóng đúng không? Máy nó xài chợ lạnh. Bệnh đây là xin đâu càng lạnh. Cái đó là 700. Cái đó là như 60 mà đâu có luôn đâu có luôn mua giữa đâu. Vì lỗ mũi lỗ mũi tháo à. Anh tháo. Anh đưa lên máy rồi kìa, đưa lên số nóc rồi kìa. Bỏ tài nãy nhìn đâu tưởng 6040. 6040 á. Ừ. Có mình anh đập nhất đó. Ủa tại vì cái cabo anh bít lỗ luôn hả? Anh bít lỗ là anh già. À anh bít rồi, bít lỗ rồi. Con đi gió lì kìa.